Một sự kiện vô cùng quan trọng và có ý nghĩa rất lớn đối với kinh tế thương mại Việt Nam đã vừa diễn ra. Cách đây khoảng hơn 2 giờ đồng hồ, chính xác là 16 giờ 15 phút giờ Hà Nội, Hội đồng Liên minh châu Âu họp tại Luxembourg vừa ra quyết định cho phép Ủy ban châu Âu ký Hiệp định Thương mại EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư với Việt Nam. Lễ ký sẽ sớm diễn ra trong vài ngày tới tại Hà Nội. Cụ thể, Ủy ban châu Âu sẽ ký Hiệp định Thương mại và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư với Việt Nam vào Chủ nhật tuần này, ngày 30 tháng 6. Đó là quyết định của Hội đồng Liên minh châu Âu trong phiên họp trưa nay tại Luxembourg. Cao ủy Thương mại châu Âu và Bộ trưởng Ngoại giao Thương mại Romania sẽ tới Hà Nội ký hiệp định. Hai hiệp định này sẽ mở ra những lợi ích chưa từng có cho các công ty, người tiêu dùng và người lao động ở châu Âu và Việt Nam, đồng thời tăng cường việc tôn trọng các quyền về lao động, bảo vệ môi trường. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Jean-Claude Juncker, ngay sau đó đã tuyên bố: "Tôi hoan nghênh quyết định này của các nước thành viên Liên minh châu Âu. Hiệp định này cùng với hiệp định đã ký với Singapore thể hiện cam kết mạnh mẽ của châu Âu đối với khu vực Đông Nam Á. Đó là cam kết chính trị của hai đối tác cùng nhất trí về thương mại cởi mở, công bằng và dựa trên quy tắc." Về thương mại, Hiệp định Tự do Thương mại EVFTA sẽ xóa bỏ hầu hết tất cả các mức thuế quan đánh vào hàng hóa giao thương giữa hai phía theo cách thức lũy tiến, đồng thời vẫn tôn trọng các nhu cầu phát triển của Việt Nam. Để có được ngày hôm nay, thì hai bên đã trải qua cả một quá trình đàm phán kéo dài hơn 3 năm. Hiệp định Tự do Thương mại EVFTA đã được Ủy ban châu Âu trình lên Hội đồng Liên minh châu Âu xin ủy nhiệm ký vào tháng 10 năm ngoái. Sau khi ký, thì Hiệp định sẽ còn phải được Nghị viện châu Âu phê chuẩn, bước cuối cùng trước khi có hiệu lực. Và cách đây 30 phút, tại Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã trả lời Đài truyền hình Việt Nam và các cơ quan báo chí về sự kiện quan trọng này. Xét về thủ tục pháp lý thì các công việc đã hoàn tất và chúng ta cùng với Liên minh châu Âu đang đợi cái giây phút quan trọng là sẽ tổ chức lễ ký kết chính thức hai hiệp định này ở tại Hà Nội và theo dự kiến và theo sự cái thỏa thuận giữa các cấp có thẩm quyền của cả hai bên thì sẽ lễ ký sẽ được tổ chức chính thức vào 16:30 của ngày 30 tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội.